không lẽ em đứng đây, MC đứng ở giữa. Ừ đó. Sao kỳ vậy? Hả? MC đứng ở giữa. MC đứng ở giữa là giữa bên này nè, ông kiếm chuyện không à? Sao đâu? Đã bị bệnh hả? Vâng, em đang bị bệnh. Uống thuốc chưa? Em uống rồi. Có một cái viên thuốc mà trị mà tắc tiếng ở bên Hàn Quốc nó tốt lắm, mua đó uống. Cái công việc á, cùng gia đình á, rồi mọi thứ xung quanh thì sao? Em vẫn ổn ạ. Ổn là ổn sao? Tại vì có nhiều người muốn biết lắm. Từ nãy giờ là tôi thấy là chỉ có MC muốn biết thôi đó. Đâu, mình giới thiệu cho tất cả quý vị cũng biết mà. Rồi thôi. Thì tôi nhắc nhẹ là MC vì... là hiện nay MC là cũng đã có yên bề gia thất rồi thôi. Bảy trái. Tám trái. Bảy đi. Bảy ha, rồi bảy trái. Bảy trái, hai đứa này chưa bao giờ hợp nhau. Nãy tôi nấu chín rồi. Cãi tôi cho được hả? Đó là lý do tại sao ngày hôm nay mỗi người đều có một gia đình hạnh phúc riêng. Đó là mời bạn Mai Hồ đó một vai rất dễ thương, đó là vai vợ của Trấn Thành. Vợ của Trấn Thành. Mà không phải là một người vợ bình thường, người vợ đang mang trong bụng đứa con. Thì Việt Hương sẽ làm vai cũng là vợ của Trấn Thành. Thì em sẽ đóng vai con của chị với bớt cảm này. Quan nghiệt, quan nghiệt thiệt. À, sao phải đồ, bạn thấy sao? Ủa, hỏi tôi hả? Chứ bạn nghĩ ai ở đây giống cây sào hơn bạn? Đấy, anh Thương Bình là nhìn đi, nhìn cái đầu y chang cái miếng hamburger mà cắn lỡ dở. Y chang luôn á. Cái này đâu có được hamburger, biết là gì không? Gì? Để chanh mía lau rồi đó, người ta nấu xong mà còn xác á. Chị nghĩ thì giống như là hột vịt lộn mà nó chưa có mọc ra tới hết tóc á. Sao có một cái đầu mà nguyên cái khu vườn ẩm thực ở đây đó. Bởi vì nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp về thời trang không nói chuyện được. Nhìn người ta như vậy, người ta thời trang, người ta fashionista như vậy. Cái bộ đồ là thời trang, ừ. Màu tóc đẹp nhưng mà thời trang không có chữ hói trong đó. Không, thì bộ đồ là thời trang đó, còn cái đầu là đi qua thời gian rồi. Nên nó hơi thiếu văn. Ở nhà đó, em theo dõi chương trình á, em trả lời câu hỏi, em nghĩ là em có trả lời kịp không? Dạ không. Tôi biết tại sao không kịp nè. Sao vậy? Tại vì MC á, nói nhanh quá. Cái MC kia kìa, cái MC mà nhanh như chớp, chớp, chớp. Nhanh như chớp, chớp, chớp. Ờ đúng rồi đó. MC này thì ở đây sẽ không có nhanh như chấp à. Mà MC là nhanh là chặt 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 à, nhanh như chặt 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 à. Bạn thấy sao? Thấy cũng không có hiểu gì lắm. Thì nói chung là sẽ chọn được người nào hát hay bầu chọn nhiều. Tôi hiểu tại sao Hồ Hoàng Hiếu hát bài không cảm xúc rồi. Cảm ơn Hồ Hoàng Hiếu với một cảm xúc nói cũng như không. Đây nè, không cảm xúc nói chuyện nè. Mời Hiếu. À, nãy giờ em nghe thì rất là thích cái bài nhạc nền. Cái bài đeo mặt nạ thì mình không biết được đâu. Thí dụ như hồi xưa có yêu mà giờ đeo mặt nạ mình không biết được. Trời ơi. Trời ơi. Muốn điện thoại cho Bảo Anh quá. Em không biết là Hồ Hoàng Hiếu có nhớ chăng ai không? Không, không nhớ. Không nhớ, không nhớ. Không nhớ luôn á. Tôi điện thoại nữa. Alo, alo. Alo, em à. Nhớ anh không? Nhớ à? Có những loại giày nó chỉ dành cho những người có thần thái, chứ không có dành cho những người mà trồng răng sứ nha. Đúng rồi. Vậy đó, không dành cho những người trồng răng sứ. Tại vì chân anh yếu á, hiểu không? Nếu mà mang giày đó là ở chật chân thì không nên. Đúng rồi. Anh Hiếu Hồng Thuận không có mang đôi giày cao, nhưng bù lại anh rất thông minh, ăn dặn chiều cao nha. Anh làm cái tóc bơm ngựa cao hơn cái đôi giày của em nữa. Anh để lên đầu của mình luôn. Tóc bơm ngựa cao hơn cái đôi giày của em nữa. Anh để lên đầu của mình luôn. Bây giờ team cho tôi biết đi, đánh giá như thế nào về các đối thủ của mình ngày hôm nay? Thấy là anh Thuận là có kinh nghiệm nhiều nhất á. Đúng rồi. Nên là chắc là... chắc là vì chó hay con. Anh Cường sẽ là hạng nhì. Nè, đừng có nói vậy, anh Thuận lớn tuổi thôi chứ mà cái gì anh Thuận cũng biết. Trong này anh có kinh nghiệm. Mời tới cái game này tôi lùng nhất là tôi không thích rồi. Không thích hả? Anh thích là anh có cớ đi về chung với Cường rồi. Nãy em nói là cho anh mượn, bây giờ coi có không chịu mang. Anh thủ dây đi kia. Thôi trễ rồi, bây giờ lên sóng, bây giờ lọt ra vậy thành quê sao, hiểu không? Bây giờ làm gì đâu quê. Độn một phút con này nè. Trời ơi, năm phân không anh Dình? Người tin tôi đi. Nó chỉ có cái đế này không chứ không có ai độn trong cái nữa chứ, mắc mắc cỡ lắm anh. Cuộc đời tôi nói quý vị nghe một lần cuối, tôi khẳng định tôi chỉ mang giày đôn, không bao giờ mang giày độn. Đã đôn rồi là không độn.
Đúng mà còn độn nữa là cho thấy luôn. Độn nữa té là sao? Sao té được? Cái tóc nó mới dễ dướng. Chứ còn dài cao là không có té. Cái dài cao mới té được. Không có đâu, em đi quen rồi anh yêu. Nè. Em thấy anh ấy một người rất là đàng hoàng. Rất là đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì chỗ nào? Đàng hoàng mà làm răng giả à? Tôi phản đối. Răng sứ không phải răng giả. Ok. Răng sứ. Mập là do nghiệp, mập là do nghiệp. Nghiệp nhất là những người mà miệng mở ra lúc nào cũng giảm cân nhưng mà trên Facebook toàn hình đồ ăn. Ê mày, mày nói anh mày. Ê sao mày nói anh mày? Cái này là chửi đá xíu, anh Trấn Thành thiệt đó. Anh thấy anh Minh làm gì rồi đến một ngày nào đó nó cũng đâm anh thôi. Trời ơi, không phải nó định đâm em nhưng mà không ngờ nó dính anh. Em hiểu không? Em còn phải nuôi hai đứa con ở nhà. Hai đứa con em 600 đối với em là... Anh nói cho em nghe, em đi lớn. Mỹ, đồ đạc con em một tay anh mua. Đúng không vậy? Đúng rồi, em là người trả tiền em nhớ mà. Đúng không? Một tay tôi em lựa nhớ. Một tay tôi mua 6 bộ đồ cho hai đứa nhỏ. Thưa quý vị, tôi lo hết. Tôi lo cái gì đâu. Anh còn mua đồ cho Lâm bị già nữa chứ. Mua đồ cho nó, mua đồ cho chồng nó. Nó không tôn cái gì cả. Mà 600 trời. Ôi. Một nhát dao đâm vào tim con nhỏ. Em cảm giác ai cũng đang chặt chém một mình em. Tại sao em không hỏi em ăn ở kiểu gì mà mọi người chỉ thích chặt chém một mình em? Kể cả một người hiền như ông thầy, ông cũng chặt em. Vừa sao giới thiệu Hồ Ngọc Hòa mà đưa nguyên cái Hồ Kỳ Hòa ra vậy? Hồ Ngọc Hòa là gì? Nói chung á là mời được ba em ca sĩ rồi mà hôm nay ba em bận nên đưa phụ huynh tới. Trời ơi. Sao mà nãy giờ tụi tập hát muốn chết. Mà bởi vì tôi nói nu ở đâu mà tóc kỳ vậy? Cái này là đâu phải nu, đây là no. No. Đúng. Bây giờ nè tôi hỏi quý vị thấy không? Gà đen kia ok. Thấy không? Con ngựa đen ngựa ô. Xong chó đen chó mực. Mèo đen mèo mun. Trang mun đen thùi. Em là Bạch Trân mà. Cuộc đời đen thùi. Không phải. Mà cuộc đời nghệ sĩ. Buổi sáng ta cần ánh sáng trời cho đẹp. Moon chỉ là đêm đi trà đĩa thôi. Còn buổi sáng không có công ăn việc làm. Bây giờ nãy giờ mình đặt trang xanh là vô đi bán cơm sườn buổi sáng đó. Không phải. Trang chỉ thích là ban đêm thì cái ánh mà gọi là ánh sáng nhất trên trời là mặt trăng, là trang moon. Mà ngày rằm mới có trăng, tháng làm được con ngày. Mà em với một con trai mà ráp lại với nhau được thôi cuộc đời. Trời đất ơi. Tương lai sáng chân. Một đứa làm ngày rằm, cái tự nhiên ngày rằm. Nghe cái rằm thôi là cũng làm được con ngày. Đó làm có ngày, còn kia là trời ơi. Võ Ngọc Trai lỡ cuộc liền luôn. Liền luôn. Tức là cái Nguyễn theo như mọi người biết là cái họ của bố đúng không? Họ bố thì cái tên Lily là gì? Mà mình không lấy là Chén Chén hay là Tô Tô. Mà mình lấy là Lily Nguyễn. Mà em cũng giải thích ngắn gọn để đỡ anh mệt nha. Em gọn lắm, em không biết. Ba mẹ nói là tại hình nhỏ ba, lúc mà ba mẹ có em á thì ba thích bông, xong rồi đặt em là Lily thích. Bông cũng phải lựa cái bông nào nó tồn tại. Thấy không? Ví dụ bông người ta là người ta dùng hương dương bất tử chân hoài đâu có héo, thấy không? Ví dụ bông cúc hay là không được. Dạng thọ. Dạng thọ hả? Cũng là những cái khi đặt là phải đặt kèm cái họ. Ví dụ như qua bên Tây người ta nói hello Lily Nguyễn thì nó hay đúng không? Ví dụ như là Mary gì đó Nguyễn hay gì đó. Dạ, ví dụ như vậy cái mà anh gì đặt cái ô dạng thọ Nguyễn. Hay hay biết không? Thôi mình sẽ thấy đâu mình quay vào đi. Nó xa nó sang cộng. Thôi đi không? Nghe nó là hát. Nghe cái tên làm thấy cái mặt cái chế tài. Một trò chơi vận động đòi hỏi có sự dẻo dai từ đôi chân. Hiện nay tôi biết theo nghiên cứu của NASA, chúng tôi biết là nghệ sĩ trí tài hiện nay có cái chứng gọi là bại sụi khớp gối nhẹ, thì không biết là chân của anh đã bình phục chưa ạ? Sắp bình phục. Trời ơi, sĩ diện sắp được chứ. Vậy thì anh nghĩ là anh có khả năng chơi được trò này không? Dạ, em chơi. Trước khi anh nói em nói, dạ nãy Na Cha bị bắt cái sườn xe ngoài đậu, còn bắt cái xiếc xe lăn của ông là nhốt luôn rồi. Giờ không có đi, nếu mà cho ông chơi là đưa đi cấp cứu á. Là em chọn anh. Dạ chí tài thôi. Thông minh à. Mới nói người ta bại sụi ta chơi không được, chọn chí tài. Thôi em giỡn thôi em... Anh chỉ hỏi một câu thôi. Dạ. Khi em về nhà thăm ba. Dạ. Em thấy ba bị bệnh. Em có cho ba em chơi trượt tuyết không? Đâu. Hả? Em thấy ba đau chân, chẳng lẽ em nói ba ra chạy bộ với con. Ừ. Em làm sao vậy? Đối xử với người già cao tuổi như vậy hả? Cái gì? Xin lỗi anh. Dạ. Hôm nay hai cặp quá đẹp. Trắng hồng. Hai cặp nhìn mà phúc hậu cái mặt trắng hồng mà. Trời ơi, đang nhìn bên đây dễ thương, nhìn qua bên kia. Cái gì vậy? Thôi, gia đình đã ổn định. Thôi đi, cái này nhường cho Thành đi.
Tại vì cùng nghề MC. Nói chung là Hồng Phượng là thi năng của Xìn. Đó, tôi biết mà. Hồng Phượng giải 1, Xìn giải 3. Đúng rồi, là én vàng đó. Én vàng. Én vàng đó, én vàng hôm nay. Én bạc, còn bên kia là én ngân nhĩ. Cái gì? Cái dòng cao cấp lắm chị. Là cái gì? Bên cái đội tuyển mà đu thanh quản. Hả? Cái gì? Thanh quản mà người ta đu toàn tay lên được đó. Chúa tể bên nhạc viện. Ngọc Mai. Ngọc Mai, giọng như ngọc trong một buổi ban ngoài. Đâu, cho chị nghe một câu đi Ngọc Mai. Ê, tôi nghĩ mà ở nhà hai chồng một cãi lộn nước vui hả? Anh nói cái gì vậy? Anh nói lại cái coi. Anh nói cái gì vậy? Anh nói lại cái coi. Không có. Không có, không có. Không có à? Lúc mà tụi em ở trên xe với nhau, khi mà cãi lộn thì Ngọc Mai chỉ cần hét một cái thì em im lặng, ngồi im thôi, không làm gì. Quá đúng không? Trời yeah. Quá. Sư tử lóng. Hà Ma Công. Ê mà vui, mỗi lần bà Phượng có giận chồng, anh úp mặt vô tường. Chồng cây chuối cho tôi. Thì đó, lợi thế luôn. Chồng sẽ lượt. Chồng cây chuối xong ba ngồi và thuyết pháp. À, theo khoa học là chứng minh. Tôi nói cho anh nghe, ba ngồi và nói nửa tiếng hồ. Tại sao anh lại như vậy? Ừ. Sau đó buông xuống. Hay cho chồng ngủ rồi. Ngủ rồi. À, chồng cây chuối vẫn ngủ được. Ngủ được. Ngủ được. Người ta mà. Em lên 6kg thôi chị. Hiện tại. Nhưng em vẫn còn ổn. Em chỉ nhắc nhẹ là những người chơi nào mà nghịch ý MC, cái kết thúc nó không có được tốt đẹp lắm đâu. Em chỉ nói nhẹ vậy thôi. Thì tùy vào các bạn muốn làm sao làm, ok? Và tôi nói thiệt với các bạn, đây đội gia đình tôi 3 người. Các bạn nghĩ các bạn sống sót như thế nào khi các bạn làm Phật ý tôi? Bây giờ sai sai. Trời ơi, sao đâu? Không ai gia đình nghe đó thành. Phải không anh? Ok, ok, tôi ổn, ok, tôi ổn. Cứ dù dập đi, tôi ổn. Tôi với anh chỉ tài một phe. Có không tài? Đúng không anh? Khó nói lắm. Anh cũng bỏ rồi em. Đâu phải bỏ em đâu. Trong tất cả diễn viên trẻ hiện tại mà vừa diễn có duyên và hát đỉnh, hát vui là Puka. Puka em hả? Riêng về phần hát thì anh muốn đệm cái gì cũng được, bài gì cũng được. Puka hát bài gì kệ Puka. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc. Rằng em ngu ngốc. Không hề hay biết. Không hề hay biết. Những chuyện quẩn quanh. Những chuyện quẩn quanh. Những chiếc hôn vụng trộm. Những chiếc hôn vụng trộm. Những dòng tin nhắn. Ủa cái gì vậy? Ca nhạc cũng có nhắc tuồng nữa hả? Ớt nghe rảnh quá vậy. Không phải, tại vì sao? Đang bị thôi thúc phải hát. Anh rồi, à. Em lại chuẩn rồi, không cần hát nữa. Khả Như có một cái tài năng đó là võ taekwondo. Không, võ thì ngày xưa thôi, bây giờ thì yếu điệu thục nữ rồi. Bây giờ ca một câu giọng cổ đi. Hay lắm, hay lắm. Được. Được không? Em hát giọng cổ rồi nào. Đó. Buồn vô. Không, em không biết hát. Buồn vô. Điều tiểu. Chiều chiều chim dịch kêu chiều. Chưa bâng khuâng nhớ mẹ. Bâng khuâng nhớ mẹ. Chín chiều ruộng. Chuẩn bị vô này, vô. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Đêm ru điệu hát. Thôi mệt quá anh ơi, mệt quá anh ơi. Thôi bây giờ có phần này giao lưu. Vừa rồi là để tặng khán giả, mặc dù quý vị khán giả không thích lắm. Dạ, thực sự ra là em đến chương trình này lần thứ hai. Cái cảm xúc thì cũng giống như lần đầu. Dạ. Tại vì bước ra chứ kêu cái này không tập, tụi em ứng biến cho thấy nó vô duyên vậy đó. Chứ thực sự có tập luyện là nó cũng y chang vậy à. Xin mời ý kiến từ Trấn Thành. Dạ, thưa quý vị khán giả. Dạ, là nói chung là từ nãy giờ sau khi nghe được cả tất cả những cái trình bày, những cái tâm tư và nguyện vọng, cũng như là tất cả những cái sở thích, những cái sở đoản, sở trường, sở thú của tất cả ba người chơi mới ở bên kia, nói chung là em cũng muốn nói lên một tí những cái tâm tư, những cái cảm xúc, những cái tình cảm của em. Là từ nãy giờ em cũng đang nổi điên lắm rồi. Hy vọng là từ đây tới cuối chương trình ba em nó còn sống sót. Dạ. Đó là người trẻ thế hệ sau phát biểu. Bây giờ mời thế hệ kế. Kính thưa quý vị khán giả, Việt Hương đã tham gia rất nhiều số trong chương trình kỳ tài thách đấu.
và cũng gặp rất nhiều nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên. Nhưng hôm nay Việt Hương khẳng định lại một lần nữa, lớp đàn em của Việt Hương, ba em bên đó đã chọn đúng con đường, đó là nghệ sĩ hài. Mấy cái kia bỏ đi nha tụi em, tào lao lắm.